Đây là cách giúp bạn thoát nghèo và trở nên giàu có. Cách này được gọi là tích sản. Phần lớn chúng ta sau mỗi một tháng được nhận lương hay chúng ta có một khoản tiền thì việc đầu tiên chúng ta nghĩ đến đó là chúng ta sẽ đi tìm cái thứ gì đó chúng ta thích. Thích gì chúng ta mua đấy, chi tiêu theo cảm xúc. Và mình ngày xưa cũng vậy. Phần lớn tiền mà mình làm ra thì đổ hết vào đồ hiệu. Mình làm được rất nhiều tiền nhưng không giữ được một đồng nào cả. Và đó chính là tư duy của người nghèo. Người giàu khi mà người ta có một khoản thu nhập thì điều đầu tiên người ta nghĩ đó là người ta sẽ làm thế nào để khiến cho cái số tiền mà mình kiếm được có thể tạo ra được tài sản, là người ta tích sản. Để trở nên giàu có và thịnh vượng thì cái điều đầu tiên khi thu nhập của chúng ta về thì chúng ta cần phải trích ngay lập tức ra một khoản 10% để đưa vào ô tích lũy tài sản. Bạn có rất nhiều cách để có thể tích lũy tài sản, ví dụ như mua vàng này, để tiết kiệm này, hay đôi khi chỉ cần để ra một khoản tiền nhỏ thôi. Ngày trước lúc mà bắt đầu biết tích lũy tài sản, mình đã từng nghĩ rằng là mình kiếm được rất ít tiền, thế thì làm sao mà có đủ tiền để có thể trích ra 10% để tích lũy. Đôi khi nó chỉ có 1 triệu thôi, 2 triệu một tháng thôi. Nhưng mọi người có biết không, sau 1 năm mình vỡ òa vì cái số tiền 1 năm mình tích lũy nó trên 20 triệu đồng. Đó là thứ từ xưa đến nay mình chưa bao giờ làm được. Các bạn nghĩ rằng là mình tích 1 đến 2 triệu một tháng thì nó là nhỏ, nhưng kiến tha lâu thì đầy tổ. 1 đến 2 triệu nhưng nó là sự đều đặn. Nó là cái mô thức để giúp rèn luyện bộ não và trí tuệ của chúng ta, rèn luyện cơ bắp quản lý tài chính của chúng ta càng ngày càng giỏi hơn, càng ngày càng rắn chắc hơn. Và khi chúng ta có cái thói quen tích lũy tài sản, đến một ngày nào đó bạn nhìn vào cái két của mình, bạn nhìn thấy có nhiều vàng, có nhiều tiền, bỗng dưng mình cảm thấy rằng mình trở nên giàu có, bạn sẽ cảm thấy hưng phấn và bạn muốn làm được nhiều tiền hơn. Và vô tình chúng ta trở thành một người giàu có và thịnh vượng từ lúc nào mà chúng ta không biết. Và cái việc tích sản nó không đến từ ngày 1, ngày 2, nó đến từ sự rèn luyện đều đặn từng ngày, từng giờ, và nó biến từ một tư duy người nghèo trở thành tư duy của một người giàu và thịnh vượng. Và để trở nên giàu có và thịnh vượng, một điều quan trọng không kém đó là chúng ta cần phải biết cách tiêu sản. Tiêu sản ở đây không chỉ đơn thuần là vật chất phù phiếm, nó còn là những mối quan hệ phù phiếm. Bỏ ra những cái khoảng thời gian đối với những cái mối quan hệ kém chất lượng hoặc những mối quan hệ mà không giúp mình phát triển và đi lên thì đó cũng là một dạng tiêu sản chúng ta cần phải cắt. Ở đây mình nói không có nghĩa là các bạn không được mua đồ, các bạn không được mua quần áo, giày dép, túi sách, mà các bạn hãy trao thưởng cho mình, hãy trao thưởng để khiến cho những cái món đồ đấy nó trở nên ý nghĩa. Khi mình làm được một mục tiêu nào đó, mình hãy thưởng cho mình thì đó lại là trở thành tài sản và nó có ý nghĩa gắn liền với cuộc đời của mình. Và các bạn cũng đừng dính vào cạm bẫy trả góp, bởi vì đôi khi những cái xe hay những cái điện thoại mà bạn trả góp đó không phải là tài sản mà đó chính là tiêu sản. Tài sản là những thứ có thể sinh ra dòng tiền cho bạn, còn tiêu sản là những thứ lấy đi tiền của bạn theo từng năm tháng. Và tóm lại, bạn sẽ cần phải rèn luyện để trở thành một người biết tích sản hoặc là những thứ có thể tạo ra dòng tiền cho bạn từ nay cho đến về sau. Còn hãy cắt những thứ tiêu sản, những thứ làm hao mòn tiền của, những thứ làm hao mòn tinh thần, hao mòn thời gian của bạn. Và chỉ cần làm đều những điều như vậy thôi, bạn chắc chắn sẽ trở nên giàu có và thịnh vượng.